Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ bảy ngày mùng 4 tháng 8 và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tham và làm việc với Ủy ban nhân dân đỉnh. tỉnh. Thành phố Hương Yên có nhiều giải pháp tiêu thụ nhãn cho nông dân những môi trường từ chăn nuôi ở thôn Hạ Cát xã Tống Phan, huyện Phù Cờ. Trên địa bàn huyện Quái Châu liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người. quý vị và các bạn sáng nay đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã tiếp đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh cát lâm trung quốc ba âm triều lỗ thăm và làm việc tại tỉnh ta cùng tiếp có đồng chí đỗ xuân tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy cát lâm ba âm triều lỗ bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của tỉnh hưng yên đồng thời khẳng định sẵn sàng cùng với hưng yên thực hiện tốt quan điểm chung của lãnh đạo hai tỉnh tăng cường giao lưu hữu nghị góp phần củng cố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện bí thư tỉnh ủy cát lâm cho biết các doanh nghiệp trong đoàn công tác nhận thấy hưng yên có tiềm năng về công nghiệp và mặt hàng nông sản là thị trường mở có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư hiện nay đã có một doanh nghiệp của cát lâm đầu tư lắp ráp sản xuất xe tải tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên Đồng chí độ tiến sĩ, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hoàn nghênh chuyến thăm và làm việc của đồng chí Ba Âm Triều Lỗ cùng đoàn công tác tỉnh Cát Lâm sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đồng chí bí thư tỉnh ủy độ tiến sĩ cũng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cát Lâm đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định hưng yên luôn coi trọng ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác nhân dịp này đồng chí bí thư tỉnh ủy đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như lịch sử phố hiến và con người hưng yên đề nghị tỉnh cát lâm tăng cường giao lưu hữu nghị trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế với hưng yên đẩy mạnh đầu tư nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhất là nhãn lồng góp phần tích cực thúc đẩy thương mại song phương việt nam trung quốc Hưng Yên sẽ tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai tỉnh Cát Lâm Trung Quốc và tỉnh Hưng Yên. Trước đó, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đồng chí Ba Âm Triều Lỗ, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa công ty ô tô Trường Giang Đông Phong và tập đoàn ô tô FAW Trung Quốc. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn, đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta về tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản, đặc biệt là tiêu thụ nhãn của tỉnh năm 2018. Tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đã đến thăm vùng sản xuất nhãn Việt Gáp tại xã Hàm Tử, huyện Khói Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đến nay, toàn tỉnh trồng hơn 4,3 nghìn hecta nhãn, trong đó có hơn 3,8 nghìn hecta cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 41 nghìn tấn quả, tăng trên 10 nghìn tấn so với năm 2017 được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của tỉnh các ngành chức năng cùng với trình độ thâm canh của nông dân nâng cao nhãn của tỉnh ngày càng đa dạng về chủng loại giống thời gian thu hoạch kéo dài chất lượng quả ngon mã đẹp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tuyên truyền quảng bá phát triển thị trường hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho người sản xuất trên địa bàn tỉnh tỉnh đã đang và sẽ tổ chức các sự kiện như hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ nhãn và các sản phẩm nông nghiệp lễ hội nhãn lồng hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ công thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực mở rộng thêm thị trường mới như úc hàn quốc nhật bản tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm quả nhãn quả vải hỗ trợ xây dựng một số cơ sở bảo quản chế biến nông sản nói chung, nhãn vải nói riêng theo quy mô vùng tại Hưng Yên. Giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu rau quả tươi tham gia xuất khẩu nhãn Hưng Yên trong niên vụ 2018, đồng thời giới thiệu các hệ thống siêu thị lớn trong và ngoài nước tham gia tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho tỉnh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo viện nghiên cứu giao quả hỗ trợ tỉnh tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật giải vụ thu hoạch nhãn vải đẩy thời gian thu hoạch vải lai trứng lai u và kéo dài thời gian thu hoạch nhãn muộn hơn phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn xuân cường đề nghị tỉnh cần phát động tổng vệ sinh từng đường làng ngõ xóm gia đình và tại các vườn cây xử lý tình trạng nước động chỉnh trang vườn nhãn bảo đảm sạch sẽ mỹ quan tạo sự hấp dẫn để thu hút người đến tham quan vùng sản xuất nhãn và thu mua nhãn của tỉnh tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn để nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân tăng cường công tác truyền thông bảo đảm sự chủ động tích cực khách quan ứng phó nhanh với các tình huống bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để nông nghiệp nông thôn của hưng yên phát triển thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sự đồng hành của các doanh nghiệp và công tác tuyên truyền của các cơ quan truyền thông của trung ương đối với tỉnh trong thời gian qua trên cương vị công tác của mình đồng chí sẽ cùng tập thể tập trung lãnh đạo chỉ đạo để xây dựng nông nghiệp của tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước <laughs> Chương trình thực sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, nhiều hộ dân ở huyện Ân Thi đang tích cực thu hoạch nhãn. Theo các hộ trồng nhãn, năm nay sản lượng nhãn tăng hơn năm trước từ 30 đến 50%. Hiện toàn huyện Ân Thi có trên 380 ha nhãn đang cho thu hoạch, tập trung ở các xã Đa Lộc, Tiền Phong, Hạ Lễ. Năm nay, sản lượng nhãn của huyện đạt năng suất cao hơn so với năm ngoái. Trung bình một xào cho thu từ 5 đến 6 tạo quả, thậm chí có vườn còn cho thu từ 8 tạ đến 1 tấn. Tuy nhiên do sản lượng tăng so với năm ngoái, nguồn cung ổ ạt khiến giá nhãn năm nay không cao. Hiện giá bán buôn tại vườn có giá từ 12 đến 13.000 đồng kg nhãn đẹp. Theo những người trồng nhãn lâu năm, nên lai chéo những giống nhãn tốt hoặc giãn vụ để nhãn có hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay nhãn ở thành phố Hưng Yên được mùa, sản lượng tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Để giúp bà con mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn, thành phố Hưng Yên đã đưa ra nhiều giải pháp Vụ nhãn này, thành phố Hưng Yên ước thu 15.000 tấn quả tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Để sản phẩm thu hoạch đến đâu được tiêu thụ luôn đến đó, những năm trở lại đây, ngoài trồng các giống nhãn cho sản lượng cao, mẫu mã đẹp, nhiều xã phường trong thành phố đã thành lập và sản xuất tiêu thụ nhãn theo hướng Việt Gáp nhiều hợp tác xã đã đi giới thiệu sản phẩm tìm thị trường tiêu thụ, điển hình như hợp tác xã cây ăn quả đặc sản thôn Quyết Thắng xã Tân Hưng, hợp tác xã có trên 30 ha nhãn, chủ yếu là các giống nhãn đặc sản như Hương Chi, T1, T2, T6. Vụ nhãn này, hợp tác xã ước thu trên 240 tấn quả. Cả tỉnh rất nhiều nhãn, nhưng chúng tôi cũng xúc tiến là ba cơ sở về thăm vùng việt gáp của chúng tôi và đã ký kết hợp đồng được hợp tác xã quan tâm bao tiêu với sản phẩm cho hợp tác xã là chúng tôi là một người dân sản xuất những cây nhãn đứng trước tình thế của cái mùa nhãn được mùa năm nay chúng tôi rất yên tâm Hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có gần 12 hecta nhãn, ước thu trên 100 tấn quả. Do nhãn thu hoạch trong thời gian ngắn sản lượng lớn, nên Hợp tác xã hiện đã tổ chức đi giới thiệu sản phẩm tới các đơn vị trong và ngoài tỉnh đồng thời liên kết với các hợp tác xã tiêu thụ nhãn để tìm đầu ra cho sản phẩm. Vừa rồi là anh em cũng đã thống nhất đưa ra là in quảng bá về cái hình ảnh, logo hoặc là trên bao bì, tem mác triển khai với các thành viên là phát huy trong cái lĩnh vực quan hệ cá nhân để làm sao mình tiếp cận được các doanh nghiệp đến với cả đơn vị chúng tôi. Để giúp sản phẩm nhãn thu hoạch đạt năng suất chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được thị trường ưa chuộng, những năm qua thành phố Hưng Yên đã hướng dẫn tuyên truyền bà con sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện đã có một số đơn vị doanh nghiệp siêu thị về đặt hàng thu mua nhãn của bà con ở các xã phường Hồng Nam, Hồng Châu, Quảng Châu với số lượng khoảng 50 tấn. Từ nay đến cuối vụ thì tiếp tục là chúng tôi quảng bá thông tin tuyên truyền để giúp nhân dân tiêu thụ nông sản hơn nữa là chúng tôi đề nghị với tỉnh thành phố hỗ trợ thêm cho nông dân những cái túi siêu thị và làm cái nhãn hiệu cái logo để cung cấp cho các hợp tác xã. Vụ thu hoạch nhãn chính vụ đang đến gần. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của bà con nông dân kết hợp với các giải pháp của chính quyền và ngành chức năng sẽ giúp bà con trồng cây đặc sản của tỉnh tiêu thụ nhãn được thuận lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đầu năm 2018 đến nay, xã Tân Dân huyện Khoái Châu đã huy động gần 7 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương. Trong đó, xã đã tập trung xây dựng trường mầm non với kinh phí trên 500 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Dân trên 1,2 tỷ đồng, nâng cấp trục đường giao thông xã với kinh phí gần 5 tỷ đồng, lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên 100 triệu đồng. Số kinh phí này chủ yếu được xã trích từ ngân sách, thu từ nguồn đất dôi dư, đấu giá đất, Việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân, đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt nông thôn mới của địa phương. Ngày 3 tháng 8, tỉnh đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương đội bóng U11 Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Việt theo năm 2018. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của môn bóng đá trẻ Hưng Yên. Tuy không được đánh giá cao nhưng tại mùa giải này, đội bóng đá U11 Hưng Yên thi đấu vô cùng khởi sắc, được giới chuyên môn và người hâm mộ ghi nhận câu chuyện cổ tích mang tên Hưng Yên. Sau hai trận đấu liên tiếp trước đó, cân não bằng loạt đá luân lưu tại trận chung kết gặp đội U11 Sông Lam Nghệ An, đội Hưng Yên đã về vị trí thứ hai cũng bằng loạt suốt luân lưu. Trở về sau giải U11 quốc gia, đội bóng đã có dịp báo công tại nhà lưu niệm Bác tại tượng đài Nguyễn Văn Linh và để ghi nhận tinh thần thi đấu của các em và ban huấn luyện, ban chấp hành tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 22 cá nhân, đồng thời trao tặng tổng số tiền 20 triệu đồng có sự đóng góp của công ty Donetsk Pro và công ty Browning Việt Nam. Theo số liệu từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm 2018, Hưng Yên phát hiện mới 35 người nhiễm HIV. Toàn tỉnh hiện có 1.658 người nhiễm HIV đã được phát hiện, trong đó có 35 người mới nhiễm, 825 người bệnh tử vong, có 44 trường hợp mới chuyển sang giai đoạn S, nâng tổng số người bị S là 495 người trong đó tỷ lệ nam giới nhiễm HIV chiếm hơn 77%. Các trường hợp mới phát hiện có HIV chủ yếu trong nhóm nghiện trích ma túy và qua quan hệ tình dục. Khói Châu, Kim Động, Ân Thi Yên Mỹ và thành phố Hương Yên là những địa phương có số người nhiễm HIV cao. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các địa phương ra soát danh sách bệnh nhân HIVS để đảm bảo 100% người nhiễm HIVS được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức thanh toán cho bệnh nhân HIVS theo quy định. Tình trạng các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm xả thải gây ô nhiễm môi trường ở thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phục Cử đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là hình ảnh kênh chính nam chảy qua địa phận thôn Hạ Cát, xã Tống Phan. Nước kênh đen đặc bốc mùi hôi thối. Chỉ một đoạn kênh mà có gần 20 ống xả thải của các hộ chăn nuôi để thải trực tiếp các chất bẩn chất thải gia súc ra cầm ra kênh. Đặc biệt có gia đình ông Bùi Văn Dậu nuôi gần 30 con trâu đã nhiều lần bị chính quyền xã lập biên bản nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Ngoài ra còn có gia đình ông Lê Xuân Thiểm, Bùi Văn Lưu, Nguyễn Văn Phóng nuôi lợn bò và vịt cũng thải trực tiếp ra sông. Các hộ dân sống xung quanh rất bức xúc trước tình trạng nguồn nước ô nhiễm, mùi phân gia súc bốc lên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Buổi sáng là chúng tôi không thể thở được, tất cả đều là bình mũi. Nhất là nhiều hôm mà trời mà nó nước sông ấy, mà nó cạn cạn thì tất cả cái khu này nó nổi phanh hết này. Ở dưới là hầu như là bùn cứ trâu. Trên địa bàn xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang hiện đang tồn tại một bãi rác thải khá lớn ngay cạnh đường giao thông. Điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại từ nhiều tháng nay, nhưng vẫn không được xử lý. Không phải là khu quy hoạch bãi rác thải cũng không phải là điểm tập kết rác tạm thời. Thế nhưng từ nhiều tháng nay, rất nhiều rác thải sinh hoạt của xã Vĩnh Khúc đều được đổ tại đây. Rác đổ tràn lan hàng chục mét ngay bên cạnh sông, cạnh ruộng canh tác và cạnh đường DH22 theo quan sát của chúng tôi ngoài rác sinh hoạt tại đây còn có cả một số rác thải công nghiệp rác thải đổ lưu cữu lâu ngày làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cũng như việc canh tác của người dân nơi đây điều đáng nói là chỉ cách đó vài chục mét điểm tập kết rác thải tạm thời của xã vĩnh khúc được xây dựng nhưng lại không được sử dụng rất mong chính quyền địa phương vào cuộc sớm có biện pháp xử lý rứt điểm tình trạng trên Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Khói Châu diễn biến phức tạp. Tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông dẫn đến chết người liên tục xảy ra. Chỉ tính riêng trong tuần qua trên địa bàn huyện Khói Châu đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và tránh vượt sai quy định. Điều đáng nói, các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên quốc lộ 39 tại địa bàn xã Hồng Tiến và Dân Tiến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tai nạn giao thông xảy ra, đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, cần sớm lắp đặt hệ thống biển báo, hạn chế tốc độ qua địa bàn khu dân cư để xử lý nghiêm đối với những trường hợp phóng nhanh vượt ẩu. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người và làm bị thương 2 người. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Yên Mỹ thời gian qua, ngoài ý thức chủ quan của người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ và tránh vượt không đúng quy định thì nguyên nhân khách quan dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra là do trên địa bàn có nhiều điểm đen chưa được khắc phục nhất là ngã ba Minh Châu, ngã ba Trung Hưng và ngã ba đối rẽ vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đặc biệt là tại khu vực ngã ba Minh Châu, một điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả chết người nhiều năm nay vẫn chưa được mở rộng. Tình trạng hàng quán lấn chiếm hành lang giao thông vẫn chưa được dẹp bỏ đã gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện đi từ đường tỉnh ra quốc lộ 39. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Yên Mỹ và ngành giao thông cần giải quyết rứt điểm những điểm đen để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn huyện Văn Lâm, có nhiều khu vực bị cỏ cây che khuất đã làm ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ mặc dù các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra là do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không chấp hành hiệu lệnh mỗi khi có tàu đến thì cũng có phần nguyên nhân khách quan đó là nhiều nơi bị cỏ cây che khuất gây mất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đơn cử như tại khu vực cầu sắt như quỳnh và dọc tuyến đường sắt từ thị trấn về xã chỉ đạo có nhiều nơi bị che khuất bởi cây cối và lều quán các phương tiện giao thông đường bộ khi đi qua ngã ba nút giao cắt với đường sắt rất khó quan sát khi tàu đến, đặc biệt là các xe ô tô con. Trước tình trạng trên, đề nghị huyện Văn Lâm cần chỉ đạo các xã phát quang cỏ cây để hành lang tuyến đường sắt được thông thoáng. Mặc dù các địa phương trong tỉnh đã nhiều lần ra quân giải tỏa các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên kết quả mang lại chưa cao khi tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm qua ghi nhận tại một số tuyến đường tỉnh ở các huyện Văn Lâm, Quái Châu, Phổ Cử, Yên Mỹ và Ân Thi, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra phổ biến. Việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Cảnh tượng người bán, người mua dựng xe ngay dưới lòng đường kéo dài hàng chục mét đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, đề nghị các cấp chính quyền cần cương quyết trong việc xử lý vi phạm cũng như có giải pháp chống tái lấn chiếm hành lang toàn giao thông. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, chủ nhật ngày mùng 5 tháng 8, ngoài các tin tức thực sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hương Yên có nhiều biện pháp tiêu thụ nhãn. Xã Minh Tiến huyện Phục Cừ còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Chị Liên ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi tại việc làm cho lao động tại địa phương. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.